Thưa quý vị và các bạn, để triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Bộ Công an và của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Đây là những hình ảnh một buổi ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Kim Sơn. Với việc thường xuyên thay đổi khung giờ cũng như cung đường để lập chốt nên việc xử lý vi phạm đã phát huy hiệu quả rõ rệt, không xảy ra tình trạng trốn, tránh hay chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đối với lượng giao thông thì xác định những cái khung giờ dễ xảy ra vấn đề vi phạm, ví dụ như là các giờ tan tầm, các buổi tối, rạng sáng là thường xuyên xảy ra các cái nhóm hành vi vi phạm mà người vi phạm lợi dụng lúc ngoài giờ hành chính và giờ nghỉ để thực hiện hành vi vi phạm. Lực lượng giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát, tập trung trong đó là các nhóm hành vi lỗi gây ra tai nạn giao thông, ví dụ như là không đội mũ hiểm, nồng độ cồn, quá khổ quá tải. Trong đợt cao điểm lần này, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các huyện, thành phố sẽ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, các tuyến và địa bàn phân công phụ trách để triển khai thực hiện. Trong đó sẽ tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây mất an ninh trật tự như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá khổ, quá tải trọng. Chúng tôi cũng cho các chủ phương tiện là các bến bãi và các chủ cửa hàng vật liệu xây dựng và các chủ lái xe ký cam kết để đảm bảo về cái tải trọng ở trên khi tham gia giao thông để đảm bảo, và những cái chủ cửa hàng kinh doanh karaoke, quán ăn và nhà hàng là ký cam kết nhắc nhở người dân là khi uống rượu xong ở trong quán là tuyệt đối là không được là điều khiển phương tiện để tham gia giao thông. Tại huyện Gia Viễn, từ đầu thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến nay, đã phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm tải trọng và 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 175 triệu đồng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Tình hình trật tự an toàn giao thông có cái chuyển biến rõ rệt. Thứ nhất là cái lượng xe quá khổ quá tải đi trên địa bàn là giảm rõ rệt, và không còn cái tình trạng là xe cơi nới thành thùng cao mà để chạy trên địa bàn, và các xe chở vật liệu xây dựng, xe phụ bạt kín, và những cái đối với những cái lỗi mà vi phạm nồng độ cồn thì người dân cũng có cái dấu hiệu là giảm rõ rệt. Từ nay đến hết đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời lập các chốt để kiểm tra xử lý vi phạm. Từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trong năm 2022. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay trên cả nước có 90 trạm đã được lắp đặt 100% làn thu phí không dừng, chiếm khoảng 80% tổng số trạm thu phí, hơn 3 triệu phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ, chiếm hơn 65% tổng số phương tiện trên toàn quốc. Dự kiến đến tháng 9 năm 2022, tỷ lệ phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ đạt khoảng 80% số phương tiện trên cả nước. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng, phấn đấu đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, tất cả các trạm thu phí đủ điều kiện đều được lắp đặt vận hành 100% làn thu phí ETC. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời chấn chỉnh xử lý. Cùng với đó, xác định nguyên nhân chậm hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý. Cục Hàng không Việt Nam cũng có trách nhiệm chỉ đạo các hãng hàng không tuân thủ các quy định về an ninh an toàn hàng không, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm hủy chuyến. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 31 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 199 ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, lệ phí, cấp chứng nhận, bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Cụ thể, xe cơ giới, linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng, bao gồm cả xe cải tạo, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe đạp điện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng là 40.000 đồng một giấy. Riêng giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi không bao gồm xe cứu thương là 90.000 đồng một giấy. Do
so với quy định tại thông tư số 199, mức lệ phí nêu trên giảm 10.000 đồng. Hình ảnh từ clip cho thấy người điều khiển xe máy không chỉ vi phạm lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, mà khi đến đoạn giao cắt để sang đường, người cầm lái đã không chú ý có một chiếc xe tải đang đi đến, nên vừa rẽ đã giật mình phanh xe lại. Điều này khiến chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi tới đã phải đánh lái phanh gấp để tránh, khiến chiếc xe này bị chao đảo lật nghiêng trên đường, vật liệu xây dựng trên thùng xe đổ tràn ra đường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không ít người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là mô tô, xe máy, thường thiếu tập trung, thiếu sự chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện, ví như trường hợp trong clip vừa rồi. Vừa đi ngược chiều, vừa thiếu quan sát khi chuyển hướng, cho nên kém chủ động xử lý chính xác các tình huống đột xuất bất ngờ trên đường, dẫn đến tai nạn. Những hành động tưởng chừng đơn giản nhỏ nhặt này lại là hiểm họa khôn lường, không chỉ cho bản thân mà còn với người khác. Do đó mỗi người cần nhận thức rõ phía trước tay lái là sự sống, để từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tới đây thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.